Xin chào các bạn đã đến với hệ thống cửa hàng xe máy Hòa Bình Minh ạ. Mình là Thùy Linh. Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn dành cho các dòng xe hiện tại, và đặc biệt hơn là những chương trình ưu đãi cho những cái dòng xe côn tay đang bán tại các hệ thống cửa hàng xe máy Bình Minh bên Linh. Và ngay phía sau Linh đây là rất nhiều những chiếc xe Honda Winner X hay là Honda CBR 150R, là những mẫu xe côn tay được rất nhiều các bạn trẻ đang quan tâm trên thị trường hiện nay. Ngay phía bên cạnh Linh đây là những mẫu xe Honda Winner X phiên bản V3, là phiên bản mới nhất năm 2022 được Honda Việt Nam vừa mới bán ra tháng 1 vừa rồi. Và Honda Winner X năm nay thì có những sự thay đổi rất là hấp dẫn, từ tổng thể thiết kế bên ngoài cho đến những cái tiện ích rất là cao cấp như là hệ thống khóa thông minh Smart Key được trang bị cho phiên bản mới năm nay, hay là có trang bị thêm cổng sạc điện thoại ở phía trước, và những thay đổi như phần ống xả được hạ thấp hơn. Ngoài ra thì với rất nhiều những cái tiện ích đã được khẳng định như là hệ thống ABS trên bánh trước. Ngoài ra thì năm nay phiên bản mới của dòng xe Honda Winner X thì Honda Việt Nam cho ra mắt với 3 phiên bản và rất nhiều màu sắc mới lạ trẻ trung. Ngay phía bên cạnh Linh đây là phiên bản đặc biệt của dòng xe Honda Winner X. Các bạn có thể quan sát ngay trước màn hình với 3 màu sắc, đó là màu đỏ, màu bạc. Đây là những màu sắc mới của năm nay với lớp sơn là sơn sần, sơn nhám các bạn nhé. Và hiện tại thì bên Linh đang để giá cho dòng xe Honda Winner X phiên bản ABS màu sơn nhám như này chỉ với có giá khoảng ngoài 49 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và phía bên này nữa thì Linh có một em Honda Winner X phiên bản phanh thường đang để giá cho các bạn là khoảng ngoài 45 triệu đồng. Chỉ khoảng ngoài 45 triệu đồng cho một em Honda Winner X phiên bản 2022 mới nhất ạ. Còn đối với phiên bản thể thao HRC thì cũng chỉ có giá khoảng ngoài 49 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và một trong những chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn dành cho dòng xe Honda Winner X tại thời điểm này, đó là khi các bạn mua dòng xe Honda Winner X, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu của Honda Việt Nam trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé. Cùng với đó thì 3.650 khách hàng đầu tiên khi mua dòng xe Honda Winner X, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc áo bóng đá của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đặc biệt hơn thì tại hệ thống xe máy Hòa Bình Minh bên Linh tại thời điểm này, khi mua dòng xe Honda Winner X, bên Linh sẽ hỗ trợ mua trả góp với lãi suất là 0%. Đây là một trong những chương trình khuyến mại chỉ có tại hệ thống xe máy bên Linh, tại các cửa hàng thuộc hệ thống xe máy Bình Minh và trong tỉnh Phú Thọ, và các cửa hàng thuộc hệ thống xe máy Minh Thành bên tỉnh Vĩnh Phúc. Với số tiền trả trước cho Linh, các bạn sẽ trả trước là từ 20% giá trị xe. Từ 18 tuổi là các bạn đã có thể mua trả góp với lãi suất 0% rồi. Và thủ tục chỉ cần là chứng minh thư với bằng lái xe, hoặc là nếu như các bạn đã có căn cước thì Linh chỉ cần căn cước thôi ạ. Rất là đơn giản và dễ dàng, chỉ với chứng minh thư bằng lái xe hoặc căn cước hoặc chứng minh thư sổ hộ khẩu là các bạn đã có thể mua trả góp với lãi suất 0% và chỉ dành riêng tại hệ thống xe máy bên Linh đấy ạ. Đây là chương trình mà áp dụng chỉ riêng tại hệ thống xe máy bên Linh thôi. Các bạn sẽ chọn kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng. Các bạn có thể góp trong vòng từ 12 đến 24 tháng nhé. Lãi suất là 0%. Cùng với đó thì tại thời điểm này, khi mua dòng xe Honda Winner X thông qua ứng dụng bảo hành My Honda Cộng, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn với 3 giải nhất là chiếc xe Honda Winner X. Cùng với đó thì là những chiếc điện thoại iPhone hay những chiếc đồng hồ Apple Watch cùng nhiều phần quà có giá trị khác dành cho dòng xe Honda Winner X. Như vậy các bạn có thể thấy rằng Linh đã giới thiệu rất là nhiều chương trình khuyến mại dành cho dòng xe Winner X rồi, như là mũ bảo hiểm này, áo phông này, chương trình mua trả góp với lãi suất 0% chỉ tại hệ thống xe máy bên Linh này. Ngoài ra thì tại thời điểm này, nếu như các bạn biết rằng thời điểm này Honda Việt Nam có sản xuất những cái chi tiết ốp, các bạn có thể gọi là ốp hay các bạn độ thêm vào chiếc xe của mình cho chiếc xe trở nên đẹp hơn á, thì nếu như khách hàng nào đặt mua 3/5 chi tiết ốp phụ kiện, các bạn sẽ được tặng ngay một hộp đựng điện thoại. Các bạn sẽ được tặng ngay một cái hộp đựng điện thoại nhé. Đó là chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn dành cho dòng xe Honda Winner X. Quá nhiều ưu đãi hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy đến ngay với hệ thống cửa hàng xe máy Honda Bình Minh hoặc là Minh Thành, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để Linh có thể hỗ trợ và tư vấn cho các bạn nhé. Các bạn lưu ý nha, chương trình khuyến mại 0% chỉ áp dụng tại hệ thống xe máy bên Linh bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 3. Và sắp Tết rồi, rất nhiều khách hàng đang muốn dinh một em Honda Winner X rất là hấp dẫn này về nhà mình đúng không ạ? Vậy thì các bạn chỉ cần liên hệ với Linh thôi ạ. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe nữa. Đó chính là dòng xe CBR 150R.
một trong những cái dòng xe côn tay mà cũng đang rất là hot. Cái Honda CBR 150L là một dòng xe côn tay với khuân khối là 150 và cũng với khối động cơ là DOHC trục cam đôi, cùng những trang bị rất là tiện ích cũng như là an toàn cho khách hàng như hệ thống ABS hai kênh. Đây là một dòng xe côn tay mà nó khá là phù hợp với các bạn trẻ nào thích trải nghiệm cũng như là thích sử dụng một cái mẫu xe khác biệt. Thì hiện tại dòng xe này bên Linh đang để giá cho các bạn với một Honda CBR 150L phiên bản tiêu chuẩn chỉ có giá khoảng ngoài 68 triệu đồng thôi. Và nếu như các bạn nào muốn sở hữu em đen nhám đen mờ phiên bản đặc biệt này thì bên Linh cũng chỉ để giá cho các bạn là khoảng ngoài 69 triệu đồng. Và anh em nào thích một sử dụng một gam màu rất là nổi trội và nổi bật thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản thể thao HRC. Linh đang để giá cho các bạn sẽ rơi ở khoảng 70 triệu đồng. Và anh em lưu ý đặc biệt hơn nhá, bắt đầu từ ngày hôm nay, dòng xe Honda CBR 150L tại hệ thống xe máy bên Linh sẽ hỗ trợ cũng mua trả góp với lãi suất 0% và số tiền trả trước cho Linh cũng từ 20% giá trị xe nhá. Và các bạn sẽ góp trong vòng là từ 12 đến 24 tháng. Thủ tục cũng vẫn là chứng minh thư và sổ hộ khẩu, hoặc là nếu như các bạn đã căn cước thì chỉ cần căn cước thôi. Bây giờ rất là đơn giản, chỉ cần căn cước là các bạn đã thể mua trả góp rồi. Chỉ từ 18 tuổi trở lên là các bạn đã có thể mua rồi. Đó là những cái ưu đãi rất là hấp dẫn tại hệ thống xe máy bên Linh dành cho các bạn. Và tại hiện tại thì bên Linh có xe chạy thử cho dòng xe này luôn. Vì vậy nếu như các bạn nào muốn trải nghiệm trước khi mình mua dòng xe này thì các bạn hãy đến ngay với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 có địa chỉ là 2287 Đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, thành phố Việt Trì. Thì Linh sẽ hỗ trợ các bạn để chạy thử, trải nghiệm thử chiếc xe này trước khi mình quyết định mua dòng xe này nhá. Quá nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho những cái dòng xe côn tay đúng không ạ? Vậy thì Linh sẽ nhắc lại một lần nữa nhá. Mua Honda VNX tại thời điểm này chỉ với ngoài 45 triệu đồng cho một em phiên bản phanh thường và chỉ với ngoài 49 triệu đồng cho một em phiên bản phanh ABS. Và mua VNX các bạn nhận ngay được một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu trị giá 1 triệu rưỡi của Honda Việt Nam. Cùng với đó thì 3.650 khách hàng đầu tiên sẽ nhận ngay được một chiếc áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngoài ra thì thông qua ứng dụng bảo hành My Honda Cộng, quý khách hàng sẽ được tham gia vào Liên minh VNX để có cơ hội quay những chiếc xe Win trúng thưởng, những chiếc xe VNX, những chiếc điện thoại iPhone và những chiếc đồng hồ Apple Watch cùng rất nhiều phần quà có giá trị khác nữa. Đặc biệt hơn, tại hệ thống xe máy Hòa Bình Minh Bên Linh đang có hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% cho hai dòng xe VNX và CBR 150R với số tiền trả trước từ 20% giá trị xe trong kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng. Các bạn lưu ý đây là chương trình chỉ áp dụng tại hệ thống xe máy Bên Linh bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 3 nhé. Ngoài ra thì có rất nhiều phần quà khác nữa dành cho tất cả các quý khách hàng. Và các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình dòng xe, đó là dòng xe Wenfa, Honda Vision và Everblade cũng như dòng xe Wayblade số. Thì hiện tại 4 dòng xe này cũng đang có chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn. Khi các bạn mua xe, các bạn sẽ được tham gia vào chương trình quay số may mắn với giải đặc biệt là 2020 chiếc xe máy Wenfa. Và nếu như khách hàng nào không may mắn trúng xe, các bạn vẫn sẽ nhận được lì xì tiền mặt trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đó là chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn dành cho Honda Vision này, Honda Everblade, Wenfa và Blade số ạ. Các bạn có thể quan sát ngay trước màn hình các bạn là một chiếc Honda Everblade màu xanh phiên bản tiêu chuẩn rất là đẹp mắt. Hiện tại chỉ với giá khoảng 41 triệu đồng. Và mua Everblade các bạn sẽ được tham gia quay số may mắn. Nếu như khách hàng may mắn sẽ trúng Wenfa. Còn nếu như không trúng Wenfa, các bạn vẫn sẽ được nhận lì xì trị giá 1 triệu đồng ạ. Tiếp theo nữa thì bên này Linh có Honda Vision, một em Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn rất là đẹp đúng không ạ? Đã được bên Linh lên sport đen này, phần mặt nạ cho xe rất là đẹp mắt đúng không ạ? Và phiên bản tiêu chuẩn Honda Vision chỉ với giá ngoài 31 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Còn bên này thì là cũng là một em phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ nhá. Bản tiêu chuẩn sẽ có hai màu để các bạn lựa chọn, đó là màu trắng và màu đỏ. Chỉ với ngoài 31 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Vision. Ngoài ra thì Vision còn có phiên bản cao cấp, đặc biệt và cá tính, sẽ có giá dao động khoảng ngoài 33, ngoài 34 triệu đồng cho đến ngoài 38 triệu đồng cho các phiên bản còn lại các bạn nhé. Các bạn muốn biết chi tiết cụ thể hơn về các phiên bản cũng như màu sắc của Honda Vision thì các bạn hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để Linh tư vấn cụ thể cho các bạn nhé. Và tiếp theo phía sau này thì Linh có những chiếc xe Honda SH rất là đẹp mắt đã được bên Linh này, cũng lên sport đen mặt nạ cho xe. Đó, các bạn có thể quan sát rất là đẹp đúng không ạ? Những chiếc xe SHI thì thời điểm này SHI đang có giá cũng khá là hợp lý đấy ạ.
với phiên bản 125 CBS chỉ với giá khoảng 83 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em SHI rồi nhé. Chỉ với khoảng 83 triệu đồng cho một em Honda SHI 125 CBS. Và ngoài ra thì có cả phiên bản 125 ABS hay là phiên bản 150 CBS hay ABS. Và dòng xe SHI có hỗ trợ trả góp. Các bạn sẽ trả trước cho Linh là từ 30% giá trị xe. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 25 triệu đồng. Và thủ tục vẫn rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe. Hoặc nếu các bạn đã có căn cước, Linh chỉ cần căn cước xe là được rồi ạ. À, căn cước của mình là được rồi ạ. Đó. Và tiếp theo thì bên này Linh có một em Honda SH1. Đây là phiên bản 2022 với gam màu là đỏ đen, một trong những gam màu rất là đẹp mắt ạ. Thì hiện tại SH1 đang có giá khoảng ngoài 69 triệu đồng cho một em phiên bản màu đỏ đen phanh ABS như thế này rồi. Và nếu như phòng SH1 này còn có phiên bản phanh CVS thì chỉ có giá là tầm khoảng ngoài 59 triệu đồng cho một phiên bản SH1 mà phanh CVS gọi nhé. SH1 có rất nhiều các phiên bản và màu sắc, và ở đây thì Linh chỉ trưng màu đỏ đen thôi. Và nếu như bạn nào mà muốn biết cụ thể hơn thì có thể liên hệ với Linh để Linh gửi màu sắc cũng như tư vấn cụ thể cho các bạn nhé. Tiếp theo đây thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe mà đang được rất là nhiều các bạn quan tâm. Và thời gian vừa rồi thì mặc dù mới cho ra mắt thôi nhưng Honda Lead vẫn đang có những doanh số bán ra rất là ấn tượng. Đây là phiên bản 2022 với một số thay đổi về phần thiết kế bên ngoài cũng như có thêm một số trang bị như là cổng sạc điện thoại này. Hay là được sử dụng khối động cơ là EFP cộng, là khối động cơ rất là tiên tiến cho lại khả năng tăng tốc và vận hành rất là mạnh mẽ. Thì Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn, phía cạnh Linh đây là màu trắng. Đây là một gam màu mới của phiên bản Lead năm nay. Màu trắng với giá chỉ khoảng ngoài 38 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn các bạn nhé. Và phiên bản này thì ngoài màu trắng ra sẽ còn có thêm màu sắc, đó là màu đỏ các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát ngay trước màn hình Linh là màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn. Đã được bên Linh lên phần mặt nạ rất là đẹp cho chiếc xe rồi. Thì Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn ngoài 38 triệu đồng. Còn đối với phiên bản cao cấp của dòng xe Honda Lead, nó sẽ có giá tầm khoảng ngoài 42 triệu đồng. Và năm nay thì Honda Lead sẽ có một số màu sắc mới. Ví dụ như là sẽ có thêm màu bạc này. Hoặc là phiên bản tiêu chuẩn cao cấp có thêm màu trắng. Đó là dòng xe Honda Lead. Tiếp theo thì Linh sẽ báo giá thêm một số các dòng xe cho các bạn tham khảo thêm. Phía đây Linh có dòng xe Honda Future phiên bản vành đúc chỉ giá khoảng ngoài 31 triệu đồng cho Honda Future nhé. Và các bạn lưu ý này, Honda Wenfa đang có chương trình khuyến mại rất là ưu đãi. Khi mua dòng xe Wenfa, các bạn có cơ hội trúng thêm một chiếc xe Wenfa nữa. Và nếu như khách hàng nào không may mắn trúng xe, các bạn vẫn sẽ được nhận lì xì tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Đó là chương trình khuyến mại dòng xe Honda Wenfa với giá khoảng ngoài 18 triệu đồng nhé. Và tất cả khách hàng khi mua xe hay là làm dịch vụ bên Linh thì sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn. Tất cả khách hàng sẽ được một phiếu bốc thăm. Và khi kết thúc chương trình thì bên Linh sẽ bốc thăm may mắn để trúng chiếc áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam đấy ạ. Đó, rất là nhiều những cái ưu đãi hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy đến ngay với hệ thống xe máy bên Linh nhá. Và các bạn theo Linh ra bên ngoài, bởi vì Linh bên ngoài Linh có một chiếc SH1. Một trong những màu sắc rất là mới. Đây là chiếc Honda SH1 này. Phiên bản màu xám đen. Một trong những màu sắc rất là mới và đẹp của dòng xe SH1. Và cũng với giá chỉ khoảng ngoài 69 triệu đồng là các bạn đã thể sở hữu rồi. Đó, những cái màu sắc ở bên ngoài Linh có rất là nhiều Honda SH nhé. Tại thời điểm này thì bên Linh đã về rất là nhiều xe SH rồi. Vì vậy các bạn hãy liên hệ với Linh để đặt trước với Linh nhé. Ngoài ra thì tại thời điểm này Linh biết rằng có rất là nhiều các chú bộ đội. Mình mới vừa ra quân hôm qua thì Linh cũng có một khách hàng là chú bộ đội. Các bạn ấy vừa ra quân vào ngày 12 và hôm qua các bạn đến đây và đã sở hữu ngay một chiếc em Honda Winner X rồi. Vậy thì Linh biết rằng rất nhiều các khách hàng bộ đội, các hàng nam giới, các bạn rất thích dòng xe Honda Winner X này. Vậy các bạn hãy lưu ý đến chương trình trả góp với lãi suất 0% của bên Linh nhé. Và hãy liên hệ trước với Linh để Linh hỗ trợ cho các bạn với những cái chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn khi mua cái dòng xe côn tay Honda Winner X này. Chương trình 0% chỉ áp dụng tại hệ thống xe máy Hòa Bình Minh thôi ạ. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này. Và các bạn lưu ý nhé, chương trình này là chỉ tại bên Linh thôi. Vì vậy các hệ thống cửa hàng khác sẽ không có chương trình này. Do đó là các bạn hãy đến ngay với các hệ thống cửa hàng xe máy Bình Minh hoặc là liên hệ với Linh nhé. Lưu ý chương trình dành cho dòng xe Honda Winner X này cực kỳ hấp dẫn luôn. Và phía sau này thì tại hệ thống xe máy bên Linh thì có rất là nhiều các đơn vị ngân hàng trả góp như là ngân hàng Home Credit này, ngân hàng HD Saison hay là ngân hàng FEMB, rất là nhiều ngân hàng với những cái gói lãi suất là hấp dẫn, ví dụ như là 1,37 này, hoặc là những cái gói lãi suất chỉ từ 0,79
rất nhiều gói lãi suất. Và bên này thì có hỗ trợ trả góp, trả trước từ 0 đồng cho các dòng xe dưới 40 triệu các bạn nhé. Ví dụ như dòng xe Wayne Far các bạn không cần trả trước cũng được, các bạn chỉ cần có một chút tiền đăng ký là ok rồi. Đó, hiện tại thì bên Linh có rất là nhiều ngân hàng để hỗ trợ trả góp cho các bạn và gói lãi suất rất là linh động. Từ 0,79, 1,19, 1,39 tùy dòng xe, rất là ưu đãi dành cho khách hàng. Các bạn hãy liên hệ trước với Linh để được Linh tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn một cái gói lãi suất hợp lý nhất để khi mua các dòng xe tại thời điểm này các bạn nhé. Và trước khi kết thúc video live stream ngày hôm nay thì Linh xin nhắc lại chương trình khuyến mại một lần nữa dành cho các bạn. Chương trình khuyến mại ưu đãi cực kỳ hấp dẫn trong dịp cuối năm này dành cho các dòng xe Honda Winner X. Tại thời điểm này các bạn mua xe, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu của Honda Việt Nam trị giá 1.500.000 đồng này. Tiếp theo đó thì 3.650 khách hàng đầu tiên sẽ được nhận ngay một chiếc áo của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cùng với đó thì thông qua ứng dụng bảo hành My Honda Cộng, quý khách hàng sẽ được tham gia vào Liên minh Winner X để có cơ hội quay thưởng với những giải thưởng là chiếc xe máy Honda Winner X, những chiếc điện thoại iPhone và những chiếc đồng hồ Apple Watch cùng rất nhiều phần quà có giá trị khác khi các bạn mua dòng xe Honda Winner X. Đặc biệt hơn thì tại hệ thống xe máy Hòa Bình Minh Bên Linh, chỉ riêng tại hệ thống xe máy Bên Linh đang có hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% dành cho dòng xe Honda Winner X và dòng xe CBR 150R với số tiền trả trước từ 20% giá trị xe. Từ 18 tuổi trở lên là các bạn có thể mua trả góp cho dòng xe này. Cùng với đó thì các dòng xe như Honda Winfar, Honda Vision, A-Blade và Blade số, các bạn mua xe, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn với cơ hội trúng những chiếc xe máy Winfar. Và nếu như khách hàng nào không may mắn trúng xe, các bạn sẽ được nhận lì xì tiền mặt từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy từng dòng xe các bạn nhé. Và bây giờ việc của các bạn là chỉ nhấc máy lên và liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987 162 438 để Linh tư vấn hỗ trợ các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.